I have both two of my green. Xe lạnh như thế này thì mình như đang tìm một cái không gian rất là thoải mái để mà mình ngồi mình nhâm nhi vài cốc bia cũng là đôi khi cũng là vài ly rượu. Và mình như đã tìm được một cái không gian rất là tuyệt vời, đó là ở quán Ngọc Phượng. Và địa chỉ ở đây đó chính là 98 Thái Sinh Hạnh, phường 8, thành phố Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có đặc biệt là cái món thỏ nướng đó các bạn. Và thật sự thì từ đó tới giờ mình chưa bao giờ được trải nghiệm cái món thỏ nướng này. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn hãy cùng mình, chúng ta hãy cùng vào quán để trải nghiệm món thỏ nướng cũng như là những món ăn khác nhé. Đi thôi. Cốc bia nó còn gì bằng đúng không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ để lên nướng nè. Wow, thơm lắm. Bây giờ thịt thỏ thực sự rất là thơm luôn rồi đó các bạn ơi. Hòa quyện cùng với những cái gia vị tạo nên một cái hương vị tuyệt vời luôn. Thì mình bây giờ mình sẽ gắp ra ngoài luôn. Wow, các bạn thấy có hấp dẫn không? Mình đang háo hức để chờ xem mùi vị của nó như thế nào đây. Và đặc biệt là thịt thỏ nướng này mình sẽ chấm với chao ăn cực kỳ ngon luôn á các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nè. Gắp một miếng thịt thỏ vừa nướng xong còn nóng hổi, chấm vào cái chén chao. Ta nói nước miếng thèm quá các bạn ơi. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng ăn với mình nha. Xin mời các bạn. Nóng quá. Mm.
vị rất là vừa ăn các bạn ơi. Mùi vị cũng như là hương vị rất là vừa ăn và thỏ, cái mùi vị của nó rất là đặc biệt. Đặc biệt và ăn với chao này béo béo cay cay càng làm cho món thỏ của mình tuyệt vời hơn nữa. Xuất sắc. Các bạn ơi, mình vừa thưởng thức xong món thỏ nướng thật sự rất là thú vị và mình được chị Ngọc Phượng giới thiệu cho mình. Đây là món cá thác lát chiên giòn rút xương nha mọi người. Wow, mình thấy trang trí rất là bắt mắt và đẹp luôn. Và kế bên đây chính là món chả cá thác lát. Và đây, cá thác lát chính là đặc sản ở Hậu Giang. Và hiện tại thì chị Phượng có bán sỉ và lẻ. Các bạn nào mà muốn mua thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại mình sẽ để ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì chúng mình thì thưởng thức món cá thác lát này nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ xé cái cá thác lát rút xương này ra. Các bạn nhìn thấy này, không có xương gì hết trơn luôn. Bây giờ mình sẽ chấm vào một miếng tương ớt. Thưởng thức thôi nè các bạn ơi. Các bạn có thể nghe được là rất là giòn. Thịt cá thác lát rất là ngọt, mềm dai dai rất là ngon. Món này thật là thú vị á. Rất là ngon luôn. Ngon quá các bạn ơi. Được hai cô chủ rất là dễ thương, đây là chị Nguyên, còn đây là chị Phượng đã giới thiệu cho mình món thỏ nướng và những cái món ăn khác. Thì chị Nguyên ơi, ngoài cái món thỏ nướng ra thịt thỏ thì mình còn làm được những cái món gì nữa ta? Ngoài cái món thỏ nướng của chị làm được thêm vài món nữa là curry. Xào lăng em. Chiên nước mắm. Đây là một món mới mà mình không biết là món gì nữa. Chị Nguyên ơi, đây là món gì vậy chị? Em, cái này là cà ri thỏ đó em. Cà ri thỏ hấp dẫn lắm em. Dạ. Rất là ngon. Em thấy trang trí rất là bắt mắt, em nghĩ là rất là hấp dẫn luôn đó. Mà em thấy một dĩa như vậy chứ giá rất là bình dân em. Dạ. Để cho nhiều người ai cũng thưởng thức được đó em. Dạ. Một cái bữa ăn thịnh soạn như vậy mà giá cũng rất là bình dân đó các bạn. Nếu như mà các bạn nào chưa đến thì các bạn hãy tranh thủ đến địa chỉ là 98 Thái Sanh Hạnh, phường 8, thành phố Mỹ Tho để thưởng thức ngay nhé. Wow, thơm quá. Ăn là ghiền luôn đó em. Dạ. Gắp cái này ăn. Đây chị gái cho em. Đây. Dạ. Em ăn thử món này đi, rất là ngon. Chị Nguyên ơi, không biết là giá bình dân thì tương đối là giá bình dân của mình là bao nhiêu một món chị ha? Thơm quá. Món này chỉ có giá bình dân là chỉ có 100k thôi em. Wow. Chỉ có 100k thôi. Tất cả. Thơm lắm em ơi. Các bạn ơi, chỉ có 100k thôi chị, đối với một món ăn là thì nó kỳ là tuyệt vời mấy bạn. Là mình ăn nãy giờ thì món nào cũng ngon hết trơn á, tiếc chỉ 100k mà mình không đến đây ngay để thưởng thức các bạn hết. Ngon quá, bao no luôn á, rất là ngon mấy bạn ơi. Món nướng tuyệt vời lắm mấy bạn. Quá xuất sắc. Cái món cá thác lát nó rất là dai dai, ngọt ngọt, mềm mềm, rất là ngon các bạn ơi. Và mùi vị của nó cũng rất là đặc biệt, đúng là đặc sản ở Hậu Giang luôn á. Các bạn có thể nghe được là mình nhai giòn đụm luôn. Rất là ngon. Ngon quá. Các bạn ơi, mình vừa thưởng thức xong món thỏ nướng nè, món thỏ cà ri, cá thác lát và cá thác lát chiên rút xương. Thực sự mùi vị rất là ngon và hấp dẫn, đậm đà vừa ăn. Và trong một cái không gian rất là bình dân và thoáng mát như vậy, nhâm nhi vài cốc bia thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây rồi. Nếu như mà các bạn nào mà thích thưởng thức cái mùi vị mới và trải nghiệm cảm giác độc lạ thì các bạn hãy đến đây. Địa chỉ là 98 Thái Sanh Hạnh, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Bye. Bye. Thank you.